Ngày 19 tháng 5, Công an phường Hàm Mãn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường Hàm Mãn, thị xã Thuận Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cài đặt app báo cháy 114. Phường Hàm Mãn là địa bàn đông dân cư, cơ cấu ngành nghề đa dạng với hơn 100 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đây là yếu tố thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Trước tình hình đó, Công an phường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng và ra mắt 4 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại 4 khu phố trên địa bàn. Tại lễ ra mắt, Ủy ban Nhân dân phường Hàm Mãn đã công bố quyết định thành lập mô hình, thành lập ban chủ nhiệm mô hình và các thành viên, đồng thời thông qua quy chế hoạt động của mô hình. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác, quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ do cấp có thẩm quyền tổ chức phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và cơ điện Trung Kiên đã trao tặng các thành viên mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy phường Hàm Mãn 400 bình chữa cháy xách tay, qua đó góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy đã được cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên truyền hướng dẫn cách xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, các bước cài đặt app báo cháy 114 và thực hành dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.